vào triều đại Tây Sơn, có một nữ tướng đã cùng quân đội áo vải cờ đào làm nên nhiều chiến thắng vang dội. Bà là một trong số những nữ anh hùng kiệt xuất với những chiến công hiển hách được lưu truyền trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc. Người đó chính là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân được sinh vào năm 1752 tại Xuân Hòa, nay thuộc Phú Xuân, Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ông nội của bà là cụ Bùi Đắc Lương, một cụ phú thôn Xuân Hòa, là con của ông Bùi Đắc Chí, và bà gọi thái sư nhà Tây Sơn Bùi Đắc Tuyên là chú. Bà là người thông minh sáng dạ, xinh đẹp và tài giỏi, nhưng từ nhỏ đã không như các gia nhân khác, bà lại là người đam mê cung quyền và đao kiếm, và rất thích nghe kể chuyện về các nữ tướng. Còn về những chuyện như Tô Tiểu Muội cùng chồng sướng họa thì bà thấy là rất nhàm chán. Năm 12 tuổi, Bùi Thị Xuân đến trường học chữ, bị đùa cợt, Bùi Thị Xuân cả thẹn, cung quyền đánh vào mặt người kiếm chuyện, rồi trở về nhà, từ ấy bỏ học ở nhà chuyên học võ. Bà được đô thống Ngô Mãnh chỉ dạy võ thuật cùng với Ngô Văn Sở. Lúc này, Ngô Mãnh và Ngô Văn Sở đang bỏ trốn chúa Nguyễn. Những người trong làng thấy võ công Bùi Thị Xuân càng lúc càng giỏi, nên người ta đã dệt nên câu chuyện về một cụ bà không con cháu, đêm đêm đến dạy võ cho Bùi Thị Xuân. Sau khi luyện võ nghệ thuần thục, bà rủ thêm các bạn nữ trong vùng đến cùng luyện tập. Trong số này có Bùi Thị Nhạn, chính cung hoàng hậu của Quang Trung. Sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ biến động và bão táp của đất nước. Trong bối cảnh loạn lạc, đất nước bị chia cắt đằng trong đằng ngoài, các thế lực phong kiến tranh giành địa vị, đẩy đời sống người dân vào cảnh khốn cùng, nên Bùi Thị Xuân đã nuôi chí lớn trong lòng. Năm 1771, sau khi nhận được tin quân Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa, Trần Quang Diệu đã đến để xin gia nhập. Trên đường đi, ông bị cọp dữ tấn công. Sau một hồi đánh nhau với cọp, ông đuối sức và bị thương nặng. May mắn là Bùi Thị Xuân đi ngang qua đã cứu được mạng của Trần Quang Diệu. Từ đây, Bùi Thị Xuân đã cùng Trần Quang Diệu, Ngô Văn Sở và rất nhiều nữ anh hùng cùng đàn voi dưới trướng đã gia nhập Tây Sơn, trở thành những người đầu tiên xây dựng nên thế lực hùng mạnh và anh dũng này. Ít lâu sau, Nguyễn Nhạc biết chuyện nên đã đứng ra làm chủ hôn. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân trở thành vợ chồng, rồi cùng trải qua bao gian lao khó khăn dưới ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn. Vì sự tài giỏi của mình, Nguyễn Nhạc giao cho bà trọng trách thuần dưỡng voi chiến, huấn luyện tân binh. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã huấn luyện thuần thục hàng trăm voi chiến. Theo một số tài liệu thì dưới quyền của bà có 5.000 nữ binh và 200 thớt voi. Nhiệm vụ chính là bảo vệ hoàng thành. Bà đã huấn luyện voi từ sợ những âm thanh lớn đến phấn khích trước những âm thanh đó, và trở thành một trong những lực lượng quan trọng làm nên những trận đánh mang đầy sự độc đáo của Tây Sơn. Cũng trong thời gian đóng quân tại Quy Nhơn, bà luôn hỗ trợ cấp phát lương thực để giúp dân vượt qua những khó khăn thời loạn lạc. Vì tài năng của mình, Nguyễn Nhạc đã phong bà chức đô đốc, thống lĩnh lực lượng bảo vệ kinh thành và huấn luyện quân đội của Tây Sơn, và trở thành nữ đô đốc duy nhất của triều đình phong kiến từ xưa đến nay. Vào năm 1773, bà cùng chồng tham gia trận đánh thành Quy Nhơn. Tháng 7 năm 1775, bà được Nguyễn Huệ giao trọng trách quản lý vùng đất của nghĩa quân để tiện đường đánh vào Phú Yên. Tháng 11 năm 1777, chúa Nguyễn phản công chiếm lại được địa bàn Quảng Nam. Lúc này, Bùi Thị Xuân và Võ Đình Tú đã tiến cử Đặng Xuân Phong ra quân chiếm lại được địa bàn. Tướng chúa Nguyễn là Tôn Thất Quyền và Tôn Thất Xuân đều tử trận. Năm 1785, Trần Quang Diệu cùng vợ ở trận Rạch Gầm Xoài Mút đã chỉ huy bộ binh đánh tan 2 vạn quân Simla do Lục Côn chỉ huy, theo tả ngạn sông Tiền Giang đi xuống, lập đại công. Từ năm 1786 đến năm 1792, Bùi Thị Xuân cùng chồng là thiếu phó Trần Quang Diệu dưới lá cờ đại nghĩa Tây Sơn đã cùng Nguyễn Huệ nhiều lần vào Nam ra Bắc tiêu diệt các thế lực phong kiến cát cứ Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới sông Xanh, chia cắt đất nước trên 200 năm. Bà được Quan Trung phong cho 4 chữ Cân Quắc Anh Hùng, tương đương với 4 chữ Nữ Trung Trượng Phu, và được người dân coi là vị tướng đứng đầu trong ngũ Phụng Thư triều Tây Sơn. Ngày 29 tháng 7 năm 1792, vua Quan Trung đột ngột qua đời, triều cương bắt đầu đi xuống. Khi vua Quan Toản còn quá nhỏ, thái sư Bùi Đắc Tuyên lại chuyên quyền. Lợi dụng điều này, Nguyễn Ánh đã điều lực lượng tấn công Quy Nhơn, nhưng đã bị lực lượng giữ thành của bà đánh tơi tả phải tháo chạy. Năm 1798, vua Cảnh Thịnh ban chiếu kêu gọi thanh niên Thuận Quảng xung quân đánh giặc,
lực lượng này đã được bà Bùi Thị Xuân tiếp tục huấn luyện và đào tạo. Tháng 5 Tân Dậu 1801, trong lúc đại bộ phận tinh binh tướng giỏi của Tây Sơn đang tập trung vây hãm Hồng chiếm lược Quy Nhơn, nay là Bình Định, thì Nguyễn Vương Phúc Ánh bất ngờ đánh vào Phú Xuân. Lúc này, lực lượng bảo vệ kinh đô còn lại rất mỏng, nên quân Tây Sơn ở đây chống cự không nổi. Bùi Thị Xuân phải đưa vua Cảnh Thịnh chạy thẳng ra Thăng Long. Mùa xuân năm 1802, vua Cảnh Thịnh sai em là Nguyễn Quang Thùy vào trấn giữ Nghệ An, còn tự mình cầm quân đi đánh chiếm lại Phú Xuân. Trong chiến dịch này, Bùi Thị Xuân được lệnh đem theo 5.000 quân đi hộ giá. Quân Nguyễn chống cự rất khó khăn, đã tìm cách mở đường máu rút lui. Nhưng nào ngờ, vua Cảnh Thịnh lại nghĩ quân nhà Nguyễn đang kéo đến rất đông nên đã bỏ chạy, bỏ mặc sự khuyên ngăn của Bùi Thị Xuân. Sau trận đánh, quân đội Tây Sơn chính thức trượt dài đến sụp đổ, không thể thay đổi được. Sau khi nghe tin thất bại tại Phú Xuân, Trần Quang Diệu đã quyết định bỏ thành Quy Nhơn để đưa quân ra Thăng Long, cùng hội quân với vua Cảnh Thịnh, nhưng bị phục kích tại đường đi, nên Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đều bị bắt khi nghe tin Nghệ An thất thủ. Cùng năm 1802, bà và những người nồng cốt quan trọng cuối cùng của Tây Sơn đều bị nhà Nguyễn cho đăng xuất. Dù cuộc đời bà đã dừng chân tại năm 1802, nhưng những khí chất hiên ngang mạnh mẽ, thương dân hết mình vì nước và không vì tư lợi của bản thân, một nữ tướng trung kiên, luôn được thế hệ sau ghi nhớ và học hỏi.